Dạ em xin phép chào tất cả các chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cũng đã rất là lâu rồi. Thì hôm nay mới có mất phiên lan rừng em bán trở lại nha mọi người. Thì cũng khá khá lâu. Thì hôm nay cũng ngày 14 tháng 1 năm 2021 rồi. Thì cũng nửa tháng 1 rồi nha mọi người. Đây, nửa tháng 1 rồi. Rồi thì tối hôm nay phiên lan rừng ngày 14 tháng 1 năm 2021 thì em về được cái 3 phần kiếm và một ít hàng giả hạt ở vùng rừng đất lây trung tâm nha mọi người. Đấy, giả đất lây. Đấy, thì lâu lắm rồi mới có về được cái lô giả hạt đất lây ở vùng rừng trung tâm, thì một trong những cái vùng hoa vùng cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy, thì hoa ở vùng rừng trung tâm đặc biệt rất là thơm. Đấy, và một số khung hoa cũng rất là được đánh giá cao nha mọi người. Đấy, thì hôm nay là giả hạt mùa xuống lá rồi, thì mọi người chỉ thấy mỗi cái thân nếu mà nó củi khô thôi chứ không thấy nó còn nguyên vàng lá. Thì một số cây thì nó vẫn còn, một số cây thì nó trụ lũi luôn rồi. Đấy, rồi thì em đã chia ra từng phần một, mọi người xem phần nào thì mọi người chốt phần đó nha. Đấy, rồi trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng tây nguyên channel 2, số điện thoại liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi như em sẽ quay thứ tự từ trên xuống dưới thôi. Ngày hôm nay thì có 3 phần kiếm. Hai phần kiếm đầu tiên là phần kiếm củ lớn nha mọi người. Đấy, củ tròn và bản lá thì nó nhỏ, và một cái phần kiếm luôn. Đấy, thì và hai phần này thì mỗi phần 250 nha mọi người. Đấy, là kiếm vùng này thì kiếm củ lớn nha mọi người. Đấy, đây, đây kiểu kiếm của nó như thế này đây. Đó, nó tròn và to cái phần dưới, còn lá thì của nó thì nó cứng cáp ở trên đây như thế này nha mọi người. Đấy, đó, những thành kiếm nhìn nó lấy hoa số số thôi nha mọi người. Đấy, em cũng chẳng biết nó là kiếm gì nữa nhưng mà đấy, nói chung là bán kiếm rừng thôi. Thì hàng ở trên rừng bốc về thì em bán thôi. Thì khi nào nó có hoa thì mọi người biết được cái hoa này thì nó phát đứng này. Đấy, đây là cái vòi hoa của nó này. Đó, đó cái kiếm rừng mọi người lên những cái măng này. Đấy, cái măng mà mùa này thì nó cũng sắp hoa rồi. Đấy, cái này đổ lúc là hoa này. Đấy, này đây, mùa này thì mùa hoa của kiếm nha mọi người. Mọi người về chuẩn bị được sổ đó luôn này, không biết măng là hoa này. Đấy, đó rất là ok nha mọi người. Đấy, đây, gì đầu tiên này. Đó, tiếp theo là gì số 2 này. Đó, đây, mọi người về chăm làm kiếm thì hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, kiếm rồi, tiếp theo về số 3 này. Đó, kiếm củ lớn nha mọi người. Đấy, đó, lá của nó trên như thế này. Đấy, lá trong rừng như thế này. 3 này, này đó, củ lớn nha mọi người. 4 gì này, 5 này, đó, 6 này, 7 này, 8 gì này, đó, rất là ok luôn nha mọi người. Đấy, kiếm củ lớn là 9 gì, đấy, củ to này. Đấy, rồi mỗi phần là 250 nha mọi người. Đấy, phần này phần số 1 giá 250 này. Rồi tiếp theo phần số 2, phần này cũng 250 luôn. Đấy, còn có các dê này. Đây, đây là dê đầu tiên này. Đó, kiếm của đấy này mọi người, tròn này. Đó, lá của nó như thế này. Đấy, rồi tiếp theo dê số 2 này. Đó, một số cái thì nó chuẩn bị ra hoa nha mọi người. Đấy, rồi tiếp theo dê số 2. Rồi tiếp theo dê số 3 này. Đó, số cái mọi người có thể về mùa này nó gần hoa này, mọi người phải trồng thì nó có thể sổ ra hoa luôn nha mọi người. Đấy, sổ hoa cho mọi người chơi luôn. Đấy, 3 này, 4 này, đấy, 5, 6, 6 bà dê, 7 dê nha mọi người. Đấy, 7 dê kiếm giá 250 nghìn nha mọi người. Đấy, 250 cho cái phần kiếm này. Rồi tiếp theo đánh phần kiếm luôn. Phần này thì giá 200 nghìn nha mọi người. Đấy, có cái gì này, đây là gì đầu tiên này, đó, nó lành hoa, nó lành cây và có trái, ra hoa và có trái đây. Đó, mọi người có thể về tách rộng được. Đấy, đây là gì đầu tiên này,
Thì số 2 này, số 3 này, này kiếm lùng nha mọi người. Thì số 4 này. Đó. Số 5. Thì số 6. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Mọi người phải trồng nó lên 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 1 này. Rồi 12 giờ kiếm nha mọi người. Đấy. Đó, này là dòng kiếm lùng. Đấy. Này dòng kiếm lùng giá là 200.000 nha mọi người. Phần số 3 giá 200 kiếm lùng. Rồi tiếp theo là đến phần giá hạt nha mọi người. Đấy, giá hạt hôm nay thì bốn cái phần này là xếp trên trên đấy. Rồi, đầu tiên là cái về giá hạt đất lây nha mọi người. Đấy, giá hạt đất lây. À, giá hạt đất lây cũng tầm nha mọi người. Đấy, 600.000 cho cái về mít này. Đấy. Này nguyên về này, cây rất là xanh. Và đặc biệt là lá của nó rất là to này. Đấy. Lá to bản lá lớn kinh khủng luôn nha mọi người. Đấy. Mọi người thấy nhìn nào, lá của nó rất là dài và to. Đó. Đó kinh khủng luôn. Đó, cái này thì nó thuộc là lá lớn, lá mít nha mọi người. Đấy. Thì nó to bản lá nó lớn á. Đấy. Thì mùa này thì nó có dấu hiệu nó rụng rồi nên cái ấy nó này nó cũng không còn căng như cái lúc rồi, nó còn xanh còn ấy nhưng mà đấy, nó cũng tiêu bớt rồi, tiêu nó vàng lá bớt rồi đó, nên cái dòng này thì mọi người thấy thân nó khá là xanh và vàng này, đấy thân xanh và vàng đấy. Đây, cái thân hoa sắp tới đây, đang xuống ấy mà đấy, cũng rất là xanh nha mọi người đấy. Cây cũng rất là xanh, ok nha mọi người. Đó, chiều dài của thân này thì ra vào tầm khoảng hơn 40 phân nha mọi người, 50 45 50 phân. Đấy, cây lá lớn nha mọi người. Rồi số 4 giá là 600 cho cái về đất lây này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo về số 5 thì 350 về ba mầm. Thì nó có hai cái mầm chính này, một mầm chính, hai mầm chính và một cái mầm phụ nó bị gãy đó rồi nha mọi người. Đây nó nằm ở chỗ đây nhưng mà nó bị gãy rồi này. Đó, nó bị con gì nó cắn sẵn rồi. Đụng vào là rơi xuống luôn nhưng mà này, để đây thì mọi người về kỳ luôn. Đó. Rồi em này thì nó cũng thuộc dạng lá mít nhưng mà đấy. Cây thì nó cũng đấy rồi, nó cũng vàng lá rồi, nó không còn nhìn nó không còn rực đẹp như lúc nó căng nhưng mà đấy. Đây lá này, cái thằng này thì xuống lá hoàn toàn rồi, còn thằng này thì cũng thắt ngọn và còn một bốn cái lá này này và một cái thân tơ này nè. Đấy, cái này thì mình gửi về ông cây nha. Đấy. Rồi số 5 giá là 350 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo số 6 giá 300 nè. Em này thì một em đất lây thân mà máu đỏ này. Đấy. Đấy, cái thân già đỏ âu luôn và một cái thân tơ chúng xuống lá đó, còn một cái lá lên đầu và chuẩn bị ra hoa. Chiều dài của nó thì gần 30 phân nha mọi người. Đấy. Đó, nó chắc luôn nha mọi người. Cái này mọi người có thể xem cái mặt hoa hồng. Đấy. Rồi, 5 300. Tiếp theo 6 300, tiếp theo 7 300.000 nha mọi người. 7 cũng 300 luôn. Em này là một em nguyên bản người, đang người ta chặt từ rừng về này. Đó, xung quanh là có các một số cây rừng nó bám quá. Em này thì thân cũng khá là ấy, thân tơ đây đang xuống lá. Đấy, nó bị gãy một cái này, em bán giá là 300 đi. Đấy, chiều dài cây thì từ khoảng gần 60 nhưng mà lá mùa này nó héo này. Này là lá rừng này, nó bám vào. Bám vào trong cây mà. Đấy. Rồi, về số 7 giá 300 nha mọi người. Này nguyên bản thì mọi người về chờ nó sổ hoa và ấy thôi, lên mầm mới thôi. Đấy. Đây các thân giàu nó đây. À. Rồi, đó là cây số 7. Rồi. Rồi tiếp theo là đến hàng 250 nha mọi người. Đây 250 thì số 8 này. Số 8 là 250. Mùa này thì nó mình cái về này thì nó đã xuống lá rồi. Đó, nguyên về này. Và còn một hai ba cái lá đấy thân rồi. Đó. Em này thì cái cây này nó cũng hở cổ lá này. Đấy, những cây như thế này thường nó sổ rất mà không rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Chiều dài của cây thì ra tầm khoảng 40 phân nhưng mà đấy, cái thân già này nó không có hở của lá này, nó hở ra khúc.
Rồi, số 8 giá 250 nha mọi người. 250. Tiếp theo số 9. Số 9 giá 250 luôn. Đây cũng một em nguyên về này. Đó. Nguyên về. Đây có một thân tơ là xuống lá đó nha mọi người. Chiều dài của nó thì ở tầm khoảng cả tầm 25 phân này. Đấy. Cũng có rất là nhiều thân dài nha mọi người. Cây rất là khỏe luôn. Mùa này thì nó đã đầy đủ dinh dưỡng và nó thất ngọn mà ngủ đông thì mọi người về ghép này kia thì chờ nó nứt lên mầm con và nó sẽ sổ hoa nha mọi người. Đấy. Rồi hoa ở vùng đất lây này hoa rất là thơm nha mọi người. Đấy, con tâm nói chung luôn á. Rồi 250. Tiếp theo số 10 giá cũng 250 luôn. Thì cũng cây nguyên về nha mọi người. Đấy. Nguyên về. Đấy, này là thân thân tơ của nó đây. Đấy, chiều dài của nó thì cũng hơn 20 phân rồi. Đó. Rồi, đó là nhiều thân già. Mùa này đi tầm nhà hàng cũng rất là khó nhưng mà nó xuống lá trơn là nhìn rất là khó nhận biết được. Rồi, số 10 250. Theo số 11 giá 250 luôn. Đây cũng cây nguyên về nha mọi người. Đấy. Rồi có một cái thân đã thất ngọn này. Đấy, thất ngọn rồi. Giờ chỉ chờ ra hoa ra. Cây tầm rơi vào tầm khoảng 35 đến 40 phân nha mọi người. Đấy. Rất là nhiều thân già luôn. Nên người về trồng thì chờ nó lên mầm con mà sổ hoa thôi. Đấy. Rồi 11 giá 250. Tiếp theo 12 giá 200. Rồi đây cây nguyên về này. Đó, dính kia. Đó. Rồi, cây đã thắng ngọn rồi nha mọi người. Đấy. À, thân đang thui này. Chiều dài của cây thì rơi tầm khoảng hơn 20 phân nha mọi người. Đấy, 200.000 cho cái về 12. Tiếp theo về 13. Giá cũng 200 luôn. Đây cây nguyên về này. Đó, thân tơ của nó, thân hoa của nó này. Đấy. Chiều dài của nó rơi tầm khoảng 25 phân. Đó. Rồi 13 giá 200. Tiếp theo 14 giá cũng 200 luôn. Đấy, cây nguyên về này. Đó. Một thân hoa nha mọi người. Đấy, thân hoa đây. Chiều dài của nó thì hơn 20 phân nha mọi người. Em này thì nếu như xếp vào thời bị bình thường thì khả năng là cây này nó xanh nha mọi người. Ăn nó xanh mọi người thấy nhìn các điểm hở của nó trên ở cổ nó nhìn rất là độc đáo. Các thân già nó cũng xanh này. Rồi 14 200. Tiếp theo 15 cũng 200 nha mọi người. Rồi nó cây nguyên về nha mọi người. Thì chiều dài của nó thì khoảng hơn 10 phân nha mọi người. Thân tơ đây chuẩn bị ra hoa nha mọi người. 15 giá 200. Tiếp theo 16 giá cũng 200 nha mọi người. Cây nguyên về nè. Đó. Rồi, thân hoa nó đây nha mọi người. Mùa này được hai thân hoa. Rồi mùa này nó có hai thân hoa nha mọi người. Đấy. Nói chung là em mới vừa ổn dậy này nè, có cái giọng nó còn có vấn đề chút nha mọi người. Em người thông cảm. Nó cây này khá là sạch. Xanh luôn nha mọi người. Đấy. Rồi 16 200, tiếp theo 17 cũng 200 luôn nha mọi người. Đấy, cây nguyên về này, đấy, nhìn mọi người thấy rất là xanh luôn nha mọi người. Chiều dài cây là hơn 20 phân nha. Mọi người chú ý các thân tơ, thân già của nó rất là xanh này. Thân tơ đã thất ngọn rồi, đấy, giờ chỉ chờ ra hoa thôi. Rồi tiếp theo 19, giá 150 nha mọi người. Nguyên về. Đây cây nguyên về nha mọi người, nguyên về. Rồi cây đã thắt ngọn rồi nha mọi người, thắt ngọn và đi chờ ra hoa thôi. Cái dòng này thân khá là mảnh này, đấy. Mọi người chú ý các thân già nó cũng rất là xanh nha mọi người, đấy. Rồi hoa sổ số thôi, đấy. 18 150. Tiếp theo 19 có 150 nha mọi người, đấy cây nguyên về. Đấy thân tơ đã thắt ngọn rồi này. Và xuống lá rồi. Mọi người thấy các thân già nó xanh 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 đấy, những cây như thế này khả năng sổ hồng rất là ok nha mọi người. 19 150. Rồi cuối cùng 20 150 luôn. Đây nguyên về này. Đấy, đã xuống lá rồi nha mọi người. Đấy, chờ hoa thôi. Đấy. Chiều dài của cây thì rơi tầm khoảng hơn 15 phân đấy. Rồi 20 150 nha mọi người. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng và tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha.
Một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip lên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy. Rồi em chốt đơn trong tối nay và ngày mai thì em sẽ đóng hàng gửi đây cho mọi người nha. Rồi chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.